Này thì fix bớt này. Fix bớt này. Đói quá trời luôn. Không biết là số đi không? Nó vẫn chưa xuất hiện. Ơ, chị à, em đây. Và xử lý mấy quả bất bụng các thứ như thế nào đâu. Xong em phải đét cháu đi làm ngay quả 4 quả trứng luộc với cả muối mì tôm siêu cấp ngon để mời chị ăn nó ngay. Quá ngon. Mày để chị ngồi đây mấy tiếng đồng hồ ơi. Chờ mày đi ăn trưa xong bây giờ là cho chị ăn trứng luộc luôn. Chờ mày đi ăn trưa xong bây giờ là cho chị ăn trứng luộc luôn. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Không. Cái này nhá, em nói chị, cái chị là lót dạ thôi. Lót dạ thôi. Còn em mà em vừa xử lý thằng cameraman rồi. Buffet hả sao? Thôi mày bớt đi. Chị đang giàu dĩ lắm đây này. Sao giàu dĩ hả chị? Cái này công cuộc chinh phục Apple của chị thực sự là bây giờ quá là bê tắc luôn rồi. Apple à? Apple ngày càng vậy. Thế là làm sao mà bê tắc nhỉ? Thì chả là ngày xưa học tiếng Anh hơi nhanh chóng. Thế nên xong bây giờ là không biết một cái gì về tiếng Anh. Thế thì còn dùng cái gì? Thế chị có biết không? Ví dụ như chị đi cày ấy, mà chị không mang bình nước là chị toàn. Thế thì lập trình viên mà không biết tiếng Anh cũng như đi cày mà không mang bình nước. Thế thì hôm nay tự nhiên lại có quả trứng ở đây, chắc chị em mình vừa ăn trứng vừa đàm đạo về vụ lập trình viên học tiếng Anh dễ nhà trứng. Quen mình vừa ăn trứng vừa chia sẻ nhỉ. Cho em quả ta lọc trắng. Bảo yêu mình xong. Cho em quả ta lọc trắng. Đấy là hết mình rồi. Sao lại nhau thì luôn. Cảm ơn chị rất nhiều nhá. Thôi chị em mình làm việc. A few moments later. Em hỏi chị á. Chị biết chút mất gì không? What? Ơ mày đùa hả chị à? Ừ. Chị đi quá đảo Apple vậy đi Facebook là gì phải gọi là quê chữ E kéo dài này luôn. Facebook là sửa lỗi chương trình. Ai, sửa lỗi chương trình. Được, em mới tưởng chị bảo sửa bọ này thế mới. Để em kể chị nghe này. Ngày xưa ấy, cái thuở sơ khai, chị biết là cái máy tính của mình rất là to, siêu to khổng lồ hơn cả bản thân vì lắm. Thì tự nhiên một cái ngày rất bất ngờ là máy tính không hoạt động được. Người ta tìm kiếm rất lâu không biết lỗi gì. Thế cuối cùng là trong cái sự gọi là bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bất ngờ, người ta phát hiện ra có một con bọ. Thế sau khi ra bỏ con bọ xong máy chạy như mới luôn. Là từ đấy tất cả những cái lỗi chương trình gì người ta hay gọi là bug. Và khi chúng ta sửa lỗi thì thêm chữ fix là có fix bug. Thời buồn bớt chém đi không? Quan trọng là mỗi lần chị fix bug thì không biết lỗi lần là gì. Đấy, xong rồi đi toa phải đi nhờ mọi người. Nhưng mà vui tiếng Anh này chị này. Các máy tính bây giờ kiểu gì cũng có chương trình debug. Có nghĩa là giải mã lỗi. Chị chỉ cần copy cái đoạn mã đấy vào, paste lên Google, đọc giải mã. Thế là xong, xử lý được. Nhưng mà khổ cái là lỗi lại toàn ghi vào tiếng Anh. Thế nên là chắc chắn mình phải biết tiếng Anh. Như mọi người biết ấy, là trường Đại học Bách Khoa và trường PTIT chẳng hạn, hiện tại để ra trường ấy, mục tiêu điểm tối phải từ trên 500. Dưới lúc đấy thì coi như đừng mơ bằng đại học luôn, sẵn chưa bằng được. Wow, thế thì mình có thể chia sẻ với chị ít kinh nghiệm để học tiếng Anh này không? Đầu tiên nhá, nếu như là nói về cái gọi là tầm quan trọng tiếng Anh thì chắc chị cũng sẽ tự biết được rồi, mọi người sẽ tự biết. Thì là thêm một cái nữa mọi người nên chú ý ấy, là chúng ta đang hướng tới toàn cầu hóa đúng không? Thế mai sau kiểu gì có người một là sếp của mình hoặc là thứ hai là nhân viên của mình sẽ là người nước ngoài. Lúc đấy mà mình không biết tiếng Anh thì nhục cả đôi điều. Thế thì mình phải làm như thế nào? Đương nhiên là nếu như là tiếng Anh của mình chưa tốt thì cũng không nên nản lòng. Chúng ta như thầy Huấn đã dạy rồi, cần cù làm bù siêng năng. Đấy, anh em mình phải rèn luyện bản thân rất là nhiều. Thế thì có một vài cái quy tắc sau đây mà các coder nên chú ý. Đầu tiên, nguyên tắc thứ nhất ấy, đấy chính là gặp vấn đề chúng ta phải ghi lại, take note lại. Và ví dụ như là chị gặp một cái lỗi nào đấy hoặc từ tiếng Anh nào đấy mà chị không biết, thì việc đầu tiên chị làm là phải tra nó và nhớ là mình phải tra bằng những ứng dụng riêng dành cho việc những cái từ gọi là thiên hướng về lập trình. Ví dụ như là có Lingos này và mình sẽ có Static của Map này, thì mình chỉ cần bôi đen cái dòng chữ đấy thì sẽ hiện ra được cái kết quả. Đó, và sau đó chúng ta tập hợp nó lại thành một cái từ điển cho bản thân. Lần sau gặp mình tra trong đấy, nhớ nó thì mình sẽ hoàn toàn rèn luyện đến khả năng tiếng Anh của mình, đúng không chị? Chị có hiểu không? Để chị ăn miếng á. Đúng không? Ăn đi chị, ăn đi. Linh câu à? Sở ta bớt. Sở ta đít, không phải sở ta bớt. Sở ta đi. Từ điển ngôi sao, từ điển ngôi sao. Sở ta đít, từ điển ngôi sao, linh câu, sở ta đít. Chắc là chị phải search Google. Nếu như ấy mà chúng ta chỉ gọi là để lấy cái TOEIC trên 500 để ra trường thôi, thì thực ra đấy nó chỉ gọi là một thứ mục tiêu hoặc là cái cơ bản. Mình không thể thấy đấy là cái gọi là lớn nhất được. Mình phải cố gắng làm sao ấy, luyện đủ cả 4 kỹ năng chị ạ. Nghe, nói, đọc và viết. Và chúng ta phải có những cái giấc mơ lớn hơn, là mình phải học IELTS,
và mở ra cơ hội công việc toàn cầu hóa, xuyên quốc gia, đúng không nào? Mình có thể đặt những mục tiêu ví dụ là 5.5 IELTS trước, sau đó lên 6.5 hoặc là 7.5 chẳng hạn. Khi IELTS của chị nó càng cao ấy, thì mình sẽ càng có cơ hội apply vào nhiều nơi xịn hơn. Rất quan trọng đấy. Ồ, thế chốt lại à? Phải lên học IELTS à? Thế thì về chị phải nghiên cứu ngay mình không? Ơ nhưng mà cho chị hỏi là học IELTS xong thì có khi TOEIC để đủ điểm ra trường được không? Ồ, chị mà có IELTS từ 5.5 trở lên nhá, thậm chí là 6.5 đấy, miễn thi TOEIC luôn, các trường sẽ cho quy đổi điểm. Từ đấy TOEIC không được tốt. Thế là trong cái thực tế thì chính là không gì bằng cái việc chúng ta gọi là kiên trì và rèn luyện nó thường xuyên. Đối với bằng IELTS ấy, thì nó chỉ có thời hạn 2 năm thôi. Thế chả nhẽ mình thi xong mình vứt đấy, 2 năm mình có mà tiếng Việt còn quên chứ mình nói tiếng Anh chị ạ. Nên mình phải rèn luyện hàng ngày, mình phải đọc sách báo, mình phải tìm cơ hội để sử dụng cái vốn tiếng Anh của mình. Thậm chí nếu như chúng ta không có người nước ngoài bên cạnh để rèn luyện, mình có thể tự nói chuyện với bạn bè này, hoặc là tự kiếm cái sách báo hoặc là những cái nguồn nào đó trên YouTube để có thể rèn luyện khả năng tiếng Anh của chúng ta. Tóm lại là muốn học tốt lập trình vẫn là phải học tiếng Anh. Chính xác. Bởi vì là tài tu này, tài liệu, các thể loại bây giờ là đều dùng bằng tiếng Anh. Đúng. Đấy. Quá chuẩn luôn chị. Muốn học tốt thì phải chăm chỉ thôi. Chị dù lười nhưng mà muốn phá đảo Apple thì phải quyết tâm. Đúng rồi chị ạ. Thế là tối nay, ngay tối nay mình phải quyết tâm luôn. Nhà từ nãy giờ nói liên thuyên thì cũng hết trứng rồi. Chắc mình phải đi xử thằng cameraman. Mấy cái bữa gọi là buffet hải sản đó. Mà các bạn nhé, các bạn đừng quên, nếu muốn đặt câu hỏi cho Hà Sữa thì hãy nhớ cú pháp gửi Hà Sữa cộng câu hỏi các bạn mong muốn để ở dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Hãy nhớ là like, share và follow channel của Mike để theo dõi nhiều nội dung week hơn nữa nha. Okay, bây giờ đi. Xin chào và bye bye. Hẹn gặp lại. Và bye bye. Hẹn gặp lại. Chị lại tắt nhà rồi.